Xin chào các bạn, xe máy Hoàng Anh, địa chỉ là 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn chiếc xe Honda Master nhé. Chiếc xe này các bạn đừng có nhầm với các chiếc xe CM125 hai máy nhé. Đây là Honda Master một máy, sản xuất của bởi Honda Trung Quốc, sản xuất tại Vũ Hán nhé. Thì đây là chiếc xe một máy và nó cũng mang dáng dấp của xe CM. Thế nhưng mà chỉ có duy nhất một máy thôi. Đây, mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem. Đó, đây là cục máy của xe. Chiếc xe này đăng ký năm 2011 và hiện tại thì chỉ mới có sử dụng rất ít km, sử dụng chỉ có 894 cây. 894 km nhá. Tại sao cái xe này lại sử dụng ít như vậy? Đây là một chiếc xe của một quan chức tỉnh ủy Thái Nguyên. Và chiếc xe này đã được bác quan chức đó thì cho tặng cho cậu lái xe, và mình rất là có cái duyên để mua được chiếc xe này từ cậu lái xe đó. Thì cái chiếc xe này nó mới đến 99,9% luôn, bởi vì cái cây số nó mới đi có 890 cây thôi. Thì bình thường như cái chiếc xe này thì những cái nước mạ của nó không được tốt lắm, cho nên là nó sẽ không thể nào bằng được chiếc xe CM2 máy. Thế nhưng chiếc xe này nó mới, cho nên là tất cả những cái chi tiết mạ của xe vẫn còn mới, chưa bị một chút han gì nào. Đấy, đây là mình quay cận cảnh nhé. Đây kể cả cái đèn này, đèn pha cho đến cái cụm xi nhan. Đấy, đây là cái rè trước, chưa bị han gì. Chủ xe trang trí thêm những cái lặt vặt, cái này không quan trọng. Đấy, tổng thể của cái xe đây, mình quay cả đằng sau đây này. Đó, cái giá để này cũng như là tất cả những cái xi mạ của xe còn bóng nhá, còn sáng bóng. Đây, cái này là cái giảm sóc sau. Ok, cái phần càng phanh và bánh sau của xe này. Đấy, mình đi lên chi tiết thêm một chút này. Đấy, càng xe này rất là mới luôn. Bu xe đây, đây là bu xe vẫn còn nguyên zin nhá, Honda này. Đây, đây là cái mã số này, Vũ Hán này. Đấy, đây cục máy đây. Cái cục máy xe này là cục máy xe 125 và chạy bằng chế cơ cam đũa, thế cho nên là chiếc xe này nó rất là bền bỉ cũng như là ăn ít xăng. Nó không như các cái xe cam thường thì cam đôi thì nó sẽ ăn nhiều xăng hơn, và cái độ bốc của xe này thì nó bốc ban đầu nó sẽ tốt hơn so với cả các cái xe cam đôi thường. Đấy, bánh trước tất cả mọi thứ đều còn zin. Đây cái đồng cái pha xe này thì đây cũng lại được chủ xe đã thay cho cái pha led rồi, cho nên nó có sẽ sáng hơn rất nhiều. Đây là những cái con ốc tự ở dưới của cái cụm đồng hồ cũng như là cái vai của xe. Đấy, sáng bóng nhá, vẫn rất sáng bóng. Ok, đến tiếp theo là cái phần tay nắm. Đây là tay nắm xe này, tất cả đều còn nguyên zin 100% nhá. Gương cũng zin này. Đó, không bị xước sát hay là rỉ mọt gì cả. Đấy, những con ốc ở trên xe vẫn sáng này. Cái cụm đồng hồ thì đảm bảo là nó mới rồi, bởi vì chạy đây, cây số thực tế đây, 894 cây. Cái phần bên này là phần tay ga và tay phanh trước. Bình xăng. Bình xăng thì cái xe này thì là chủ xe cũng đã thay cái tem rồi, thì nó thay cái tem của Honda Custom 125 đấy, nó chính là Honda CM đấy, hai máy đấy. Đây, khá là đẹp, tem bộ tem zin, và tất cả cái nước sơn của xe này thì là chủ xe đã dán ni lông rồi, ni lông 3 lớp, cho nên nó rất là ok, nó không bị xước sát gì đâu ạ. Đây này, cái cục máy phía bên này, đây là cái về bên phần điện này, bưởng điện này, cũng như là cái cục máy bên tay trái. Đây là cái phần nó hồi của xăng từ máy về này, về đấy, đây là cái khóa xăng. Thường thường thì những cái xe này thì nó không thể nào được mới như thế này, ngoại trừ khi nó không sử dụng như cái xe này thì nó mới được như vậy. Đấy, chân chống xe đây, càng xe bên tay trái đây, mọi thứ đây, kể cả là cái mã màu mà không biết là nó vẫn còn nguyên đấy nhá. Đấy, mã màu cốt để pha màu đầy đủ, còn đầy đủ. Đấy, đây là cái giảm sóc này, thì cái giảm sóc nó vẫn còn sáng bóng nhé, cả cái phía trong cái nước mạ vàng nó vẫn còn vàng chóe luôn, không có một cái vết nào gọi là vết han gì cả. Nhông xích zin.
lốp đằng sau thì đã được thay bằng cái lốp nó nhám hơn. Đấy, tất là quay lại này, cận cảnh luôn vào cái yên xe luôn. Thì yên xe thì ít người ngồi cho nên là cái form xe yên nó cũng vẫn như ban đầu thôi. Cái xe này nó mới phải đến 99%. Đây là cái tựa sau. Tựa sau này thì là người ta chế thêm chứ không phải là zin. Zin nó chỉ có cái ba ga này thôi chứ nó không có cái tựa sau này. Đấy, thì chiếc xe này thì đây, mình quay bên này cho các bạn xem. Nó không khác gì một chiếc xe CM nếu như các bạn nhìn thoáng qua nhé. Đó, rất đẹp và nó đẹp một cách lộng lẫy luôn đấy. Cái xe này nó đẹp lộng lẫy luôn, nó không có một cái điểm nào gọi là lỗi cả. Đây, cái này, cái cổ phốt này. Đấy, những cái bát phốt nó còn nguyên. Rất là mới nhé các bạn nhé. Thì chiếc xe này đang được xe máy Hoàng Anh bán ra với giá bán là 28,5 triệu đồng. Mình xin nhắc lại nhé, xe máy Hoàng Anh bán chiếc xe Honda Master 125 này với giá bán là 28,5 triệu đồng. Thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng ở tại địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để xem xe và trao đổi trực tiếp với mình. Thì mình sẽ quay thêm một chút cho các bạn có thể sở thị nó thêm một chút nữa. Đó, như vì những cái nước mạ này. Số điện thoại của mình là 0905958889. Các bạn mời các bạn đến cửa hàng thì có thể chè cháo và bàn luận thêm về xe. Mọi thứ nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn chứ không cần cứ gì là các bạn phải mua xe mới đến đâu. Các bạn có thể đến chơi và tham quan cửa hàng cũng như là giao lưu với cả mình và những bạn ở đây. Ok, thế thì mình xin dừng cái video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh YouTube của mình và cũng mong là các bạn ủng hộ mình nhiều hơn. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.